này xá lợi tử vì bốn tịnh lượng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì tám giải thoát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử, vì bốn niệm trụ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng, vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì pháp môn giải thoát không rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì mười địa bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì năm loại mắt rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì sáu phép thần thông rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì mười lực phật rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì bốn điều không sợ muốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng